Em đang trên đường. Con này là biển Thanh Hóa tư nhân đấy, gốc Hà Nội mọi người nhé. Đây nội thất của em nó đây, đó ra nguyên bản này, ghế chỉnh điện, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết, cốp vỏ điện đó. Tông màu đen này, la răng sơn cũng đen luôn, đen cườm luôn mọi người nhé, rất là đẹp. Đó, biển số rất đẹp chứ, biển số Thanh Hóa mọi người nhá, 13368. Con này đang được bên em chào bán với mức giá là 245 triệu đồng. Đấy, mẹt E240 sản xuất năm 2003, gốc Hà Nội, biển Thanh Hóa, biển cũng rất là đẹp. Đấy, tổng thành xe thì nó lại còn đẹp hơn cơ. Đấy, không hề tai nạn đâm đụng gì cả, không hề có một lỗi nhỏ nào mọi người nhá. Gương kính chỉnh điện. Đó, gương cụp xe. Đó, gương này có thể cụp xe được mọi người nhá. Khóa khiển từ xa. Âm thanh cái dòng này thì nghe cực kỳ chất rồi. Đây. Đấy, gương cụp xe đầy đủ. Đấy, còn hai chìa khóa mọi người nhé. Con này còn hai chìa khóa di tiêu xe luôn. Còn hai chìa khóa di tiêu xe luôn. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Khi chúng ta mở khóa này, mở cửa này, gương tự mở này, tự động luôn mọi người nhé, không hề tác động gì cả, tự động luôn. Form dáng của nó đây cực kỳ đẹp luôn, được sản xuất năm 2003 mọi người ạ. Đấy, những cái đường mạ lốc chạy quanh xe này nguyên bản luôn, la răng đã sơn đen này, trông rất là thể thao chứ, rất là thể thao. Còn form dáng thì các bác nhìn này, các bác nhìn form dáng của nó nhé, căng nét luôn. Đó, căng nét luôn. Đấy, những cái vân bảo gốc này vậy lắm, phải nói con này cực kỳ đẹp. Em mua của một bác làm ngân hàng mọi người nhé, của một bác làm ngân hàng, bác ấy bán con này đi xong bác cũng mua một con Mercedes C200 đời 2019. Đấy, bác ấy để lại xe con này, các bác nhìn cái vân mạ Hilux này, vân mạ Hilux chạy quanh xe nhé, nhìn nó sáng hẳn con xe đi. Đấy, nó tạo một cái điểm nhấn rất là đặc biệt mọi người nhé. Rất là đặc biệt luôn. Và cái bộ la răng này, bộ mâm này đã được sơn màu đen. Đấy, đen bóng mọi người ạ. Nhìn nó còn nổi hơn cơ. 4 bánh phanh đĩa, 4 bánh phanh ABS, cân bằng điện tử. Đó. Túi khí quanh xe. Và có rất nhiều cái tính năng hiện đại. Đấy, ví dụ như là ga tự động này, rửa đèn này, rửa kính này. Đó, rửa kính mọi người nhé. Và vô lăng gật gù chỉnh điện này, chỉnh bằng điện nhé, không phải bằng cơ đâu mọi người nhé, chỉnh bằng điện đó. Đấy, ghế chỉnh điện này, rất nhiều hướng luôn, và nhớ ba vị trí ghế ở trên hai ghế trước mọi người nhé. Đấy, nội thất cực kỳ đẹp, vân gỗ này, vân gỗ chạy quanh xe luôn, quanh nội thất mọi người nhé, nhìn nó rất là sang trọng. Đấy, và cái nội thất của nó thì cực kỳ đẹp rồi, vàng ươm luôn mọi người ạ. Di nguyên bản mức độ như này mà vẫn còn một chiếc điện thoại 6310 đây. Đấy, chủ sử dụng rất là cẩn thận. Đó,
Các bác nhìn này, rèm xe lắng này, không hề rách nhá, nguyên bản theo xe, nguyên bản theo xe mọi người nhá. Nhìn rất là sang trọng luôn. Cái dòng mẹt E240 này, C180 hoặc C240 bên em bán rất là nhiều. Đấy. Đó, bạn tí tay của nó đây. Bạn tí tay của nó đây mọi người nhá. Nội thất da bò nguyên bản. Đấy. Da màu bò nguyên bản. Âm thanh của dòng mẹt E240 này thì nghe được cực kỳ chất rồi. Đây, nó có 4 cái luồng gió điều hòa đấy cho người ngồi sau này, đây này. Và đây, chỉnh điện ở đây. Đó, rất là hiện đại luôn. Cực kỳ hiện đại mọi người nhé. Cốp cực kỳ rộng rồi. Cốp cực kỳ rộng luôn mọi người ạ. Em vừa đi rửa xe về. Cốp cực kỳ rộng. Đây, khoang lốp dự phòng đây, bình ắc quy mới luôn, bình ắc quy mới luôn mọi người nhé, kích kiếc đầy đủ đây. Biển số rất là đẹp nhé, độ thêm chữ AMG nhìn rất là thể thao luôn. Con này em đang bán với giá là 245 triệu đồng. Anh chị nào quan tâm đến cái mẫu mẹt E240 này thì alo ngay cho em theo số điện thoại 0358 286 286, em qua Hải Dương mọi người nhé. Con này thì nó có là một cái con xe là cực kỳ, gọi là cực kỳ chất rồi, không hề có một lỗi nhỏ. Đấy, đèn pha rất là sáng đấy mọi người nhỉ, đèn pha cực kỳ sáng, đèn pha đèn gầm nhé, trong vắt luôn. Đấy, trong vắt luôn, không hề bị ố nhé. Đèn gầm lại mọi người nhìn này, như mới luôn này. Đấy, như mới luôn mọi người nhé. Đèn bi xe lông, mặt ga lăng nó đây, thêm cái mạ vàng nhìn rất là đẹp đấy. Con xe này chủ xe độ theo một cái phong cách màu đen, màu đen gọi là màu đen tuyền luôn đấy ạ. Đi cái dòng này cực kỳ êm ái, sướng, rất là sướng luôn mọi người ạ, cực kỳ sướng luôn. Vì nó được sản xuất năm 2003 mà nó thiết kế rất là nhiều cái tiện nghi an toàn của cái dòng Mercedes thì các mọi người biết rồi. Dòng Mercedes thì nó rất là an toàn cho người sử dụng. Khoang máy động cơ của nó đây, khoang máy động cơ của nó đây nhé. Với cái động cơ là V6 đấy, V6 sử dụng 12 con buji mọi người ạ. Đây thì máy nó còn mốc đây này mọi người này. Máy còn mốc đây mọi người nhé. Máy cực kỳ chất luôn, không hề một giọt dầu nó dính ra, không hề đâm đụng này, tai nạn đâm đụng không hề có, thành rằng còn nguyên đây này. Mọi người nhìn nhé, thanh rằng còn nguyên luôn. ABS cân bằng điện tử, chống bó cứng. Tôi sẽ lổ máy cho mọi người xem. Để phát ăn luôn mọi người ạ. Điều hòa rất là lạnh luôn nhé, như các bạn nhìn nước động điều hòa này. Lổ máy, đang lổ máy và đang bật điều hòa mọi người nhé. Êm dã man luôn. Đó. Cái dòng này thì bác nào mà quan tâm đến dòng mẹt ấy, mà am hiểu về cái dòng mẹt, nó thích siêu tầm cái đồ xưa nhưng mà nó rất là bền bỉ, khỏe mạnh, thì là đây là một sự lựa chọn rất là ok đấy. Rất là ok đấy mọi người ạ. Máy lổ cực kỳ êm nhé, em luôn mọi người nhé. Máy còn mốc trắng này. Máy lổ cực kỳ êm luôn. Êm dã man luôn đấy. Phải nói là một con xe chất. Nó chất từ trong nội thất cho ra ngoài, khoang máy gầm động cơ tất cả mọi thứ rất là thật luôn. Đèn bi bi xe lông này sáng quắc luôn mọi người nhé. Cái mẫu mẹt này mà để mà đi thì nó đi ngoại giao hay là đi chơi cà phê cà pháo, đi công vụ, đi tỉnh thoải mái mọi người nhé, vì nó rất là lành, rất là lành mọi người ạ.
Đó, anh chị nào mà quan tâm cái dòng Mac E240 này thì alo ngay cho em theo số điện thoại 0388 286 286, em Quang Hải Dương. Đấy, mức bán con này là 245 triệu đồng anh chị nhé, 245 triệu đồng thôi cho mẫu Mac E240 này. Em xin phép được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại và anh chị và các bạn ở những video sau ạ.